Ticket in Order là dịch vụ giao hàng trong vòng 2 giờ kể từ lúc đặt hàng của Tiki hiện đang được triển khai ở SCM và Hà Nội. Mình có dùng dịch vụ này trong vòng mấy ngày qua và vẫn còn đang bất ngờ về việc nhận được hàng nhanh như thế. Và dĩ nhiên phải có điều kiện, mỗi đơn hàng bạn phải trả 29,000 đ hoặc như mình thì mua luôn thuê bao là 89,000 đ tháng khi. Anh em tìm mua hàng trên website Tiki hay trên app thì anh sẽ thấy các món hàng có logo 2 giờ, và nếu anh em mua các món đó thì sẽ nhận được nó trong vòng 2 giờ. Và khi anh em quyết định mua, phần chọn thanh toán, thì Tiki sẽ báo cho anh em biết anh em sẽ nhận trong khoảng thời gian nào. Mấy nay mình chọn địa điểm nhận hàng là 209 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7. Quận 3 và mình thường nhận được hàng trong vòng 1 tiếng, có lẽ quán mình gần kho nào đó của Tiki.